Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Khi mà anh em chơi mini PC, tất cả thành phần linh kiện anh em lựa chọn sẽ đều phải mang cái tính tối ưu nhất có thể, và việc lựa chọn tương đối là khó khăn. Thậm chí nhá, cái khó nhất anh em biết là gì không? Đó chính là những cái hệ thống tản nhiệt dành cho CPU. Khi mà lắp vào thế là cực kỳ khó khăn, phải lựa chọn những mẫu tản nhiệt top down, tức là những mẫu tản nhiệt dạng thấp ấy, không thể sử dụng những mẫu tản nhiệt nước hay là thậm chí nhá, tản nhiệt custom có lẽ là một niềm ao ước dành cho anh em chơi mini PC. Thế nhưng đối vỏ cây Z11 tới từ Asus thì câu chuyện đó đã khác hoàn toàn. Anh em hoàn toàn có thể lắp tản nhiệt nước custom vào chính cái vỏ cây mini PC này. Nếu như anh em không tin thì hoàn toàn có thể lên Google để có thể search ra, có rất nhiều người làm về vỏ cây Z11 này và lắp tản nhiệt nước custom. Thế nhưng để mang cái tính tiện lợi và tính thẩm mỹ và nhanh nhất dành cho anh em khi mà chọn mua, thì mình đã lắp vào đây tản nhiệt nước All-in-One tới từ Asus, đó chính là tản nhiệt nước Ryozen 240. Thì cái mẫu tản nhiệt nước này sẽ mang cái tính tối ưu rất tốt dành cho cái combo ngày hôm nay, và lý do thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần main. Main ở đây là B560 A Gaming Wi-Fi tới từ Asus. Thì cái giọng cụm từ Wi-Fi đây anh em biết đấy, thì chắc chắn cái mẫu main này chúng ta sẽ có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 để anh em có thể kết nối, bởi vì mini PC và những cổng kết nối được tối giản lại một chút thì có Wi-Fi thì mang tính tiện lợi hơn rất nhiều. Và khi mà nhìn sơ qua một chút về cái mẫu main này, chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt cho VRM là tương đối ấn tượng, sẽ có một cổng cấp nguồn 8 pin và mình sẽ sử dụng CPU đó chính là Intel Core i7-11700. Và cái mẫu main này có thể gánh cái mẫu CPU Intel Core i7 này hoàn toàn tốt mà không gây ra hiện tượng thiếu điện. Và nhìn vào khu vực kheo RAM ở đây thì chúng ta thấy được mình chỉ có 2 slot RAM thôi, thế nên mình đã cắm sẵn 2 thanh 16GB bus 3200 của Kingston HyperX. Thì với khoảng RAM 32GB thì mình nghĩ hoàn toàn đủ với các nhu cầu làm edit video hoặc thậm chí là chơi game của anh em là tương đối thừa đấy. Còn về hệ thống SSD thì sao? SSD anh em nhìn trực tiếp trên vỏ cây và đằng trước và chúng ta có thể dễ thao tác nhất, thì chúng ta sẽ có một khe SDM2 và mình đã lắp vào đây luôn một ổ SSD 1TB, bởi vì những cái mẫu mini PC này việc anh em nâng cấp ổ cứng thường xuyên là một điều tương đối khó khăn, thế nên mua một lần đi và sử dụng mà không phải tháo ra nâng cấp thêm, đó sẽ là sự lựa chọn rất tốt. Và cái mẫu SSD được mình lựa chọn đây là SSD NV1 tới từ Kingston. Thì ổ SSD này có dung lượng là 1TB, có tốc độ đọc rơi khoảng chừng 2000MB/s và tốc độ ghi rơi khoảng 1700. Và nếu như anh em lo lắng kiểu là các vỏ cây nó hơi bé như này thì nhiệt độ của SSD có cao hay là không, thì mình xin khẳng định với anh em đó là không. Thì ở ngay trên cái khu vực đằng trước đây chúng ta sẽ có một cái tấm heat sink để tản nhiệt cho SSD nữa, và nhiệt độ của SSD nó chỉ rơi khoảng chừng hơn 50 độ C mà thôi. 50 độ C cho một ổ SSD 1TB và trong cái quá trình sử dụng thì nhiệt độ đấy là hoàn toàn ổn, bởi vì cái nhiệt độ hoạt động của SSD này nó lên đến khoảng chừng 70 hay là 85 độ C gì đấy, thì 50 độ C là mức nhiệt vô cùng tốt để anh em có thể sử dụng trong một thời gian lâu dài. Và 1TB thì chúng ta có thể chứa được khá là nhiều phim hoặc thậm chí anh em cài toàn bộ phần mềm lên SSD này rất dễ thôi, và anh em chỉ cần cắm thêm những cái mẫu HDD nữa hoặc là thêm ổ cứng SATA, SSD SATA nữa để lưu trữ dữ liệu sẽ là một combo hoàn hảo để anh em sử dụng. Nhân tiện nói đến cái phần độ bí, anh em nãy mình có nói ấy, thì anh em có sợ kiểu cái vỏ cây này trông nhỏ như này lắp tản nhiệt nước cho CPU thì ok, thì sẽ tản nhiệt rất tốt cho CPU rồi, CPU cực kỳ mát, rơi khoảng chừng 50 độ C khi chơi game thôi. Thế còn cả đồ họa thì sao? Thông thường nhá, khi anh em lắp mini PC thì cái mẫu cả đồ họa anh em sẽ gọi là những cái mẫu cả đồ họa gọi là dạng lồng sắc ấy, tức là một quạt thôi để thổi cái khí ra ngoài. Nhưng ở đây mình lắp một mẫu cả đồ họa tới từ MSI KimX có 2 fan, thì anh em đoán xem nhiệt độ của cả đồ họa rơi bao nhiêu. Nhiệt độ cả đồ họa chỉ rơi khoảng chừng hơn 60 độ C khi mình firm up thôi. 60 độ C thì cái mẫu cả đồ họa này sẽ ăn khoảng chừng khoảng 170W ấy, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà cái mức nhiệt độ là 60 độ C là mức nhiệt độ cực kỳ mát để dành cho anh em. Anh em biết lý do tại sao không? Nhìn sâu qua một chút thì anh em có thể thấy là trông nó cũng đơn giản thôi, có cái gì đâu. Thế nhưng ở ngay bên dưới đây chúng ta sẽ có thêm 2 cái quạt nữa để anh em có thể hút gió. Hai quạt dưới đây là hai quạt 140 hút gió từ dưới lên này, và trên cùng đây chúng ta sẽ có thêm 2 quạt nữa để thổi gió ra ngoài. Cùng với đó là hệ thống tản nhiệt nước đây, khi mà anh em sử dụng ấy thì có thể lấy gió từ khu vực ngoài đây, khu vực chỗ block CPU này, và đẩy trực tiếp ra ngoài, tức là chúng ta đã có 2 luồng gió ra và 1 luồng gió vào là cực kỳ tối ưu cho airflow. Thế còn những anh em sử dụng mẫu cạc to hơn, ví dụ như kiểu là ROG Strix ROG phiên bản 3 fan thì sao, liệu có lắp vừa không? Thì chắc chắn mình khẳng định với anh em luôn là có lắp vừa, kể cả những cái mẫu cạc đồ họa to nào. Thế nhưng để đảm bảo về cái mức nhiệt tối ưu nhất thì theo mình anh em chỉ sử dụng những cái mẫu
card đồ họa của hai fan thôi là tối ưu nhất. Bởi vì khi mình lắp cái mẫu card đồ họa RTX 3070 Ti 3 fan của Asus vào thì nhiệt độ sẽ là tương đối cao đấy. Mặc dù vẫn có thể lắp được, vẫn thể sử dụng hoàn toàn bình thường. Nhiệt độ đấy so với những cái tiêu chuẩn mà hãng đề ra thì nhiệt độ ấy không phải là quá cao, nhưng đối với những em nhiệt thủ ấy thì đó sẽ là một nhiệt độ tương đối ấn tượng đấy. Và bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng cho anh em với cấu hình cực kỳ mạnh mẽ này. Thì tựa game mình test đây, mình sẽ test trên độ phân giải 2K. Anh em đánh giá sao về bộ case Z 11 tới từ Asus và combo mình giới thiệu cho anh em trong video ngày hôm nay? Cá nhân mình nhá, thứ nhất là mình nhìn về tính trực quan của mẫu vỏ cây này. Anh em nếu như không thích thì kiểu luồn dây vào và cắm những cọc kết nối ở trên bên thì hoàn toàn có thể sử dụng luôn những cọc kết nối đằng trước. Nó sẽ có tổng cộng là 4 cổng USB Type-A và 1 cổng USB Type-C để có thể sử dụng. Thì với nhu cầu thông thường cắm chuột bàn phím thì dĩ nhiên chúng ta sẽ cắm luôn trực tiếp vào đây rồi. Còn cắm thêm cả những cái thiết bị mở rộng bên ngoài hoặc là kết nối điện thoại với bộ PC để anh em có thể copy dữ liệu chẳng hạn thì mặt đằng trước đây chúng ta cắm luôn vào thì hoàn toàn tiện lợi. Cái thứ hai nữa về cái hướng sử dụng thì khi mà chúng ta đặt vỏ cây này, các bạn nhìn thấy ở đây có thể là mình đặt luôn này, các bạn nhìn thấy là đang đặt dọc, các bạn hoàn toàn có thể ngửa một hướng khác và đặt ngang cái bộ PC này ra, vì khi đấy cả đoạn giống như kiểu được lộn ngược xuống ấy, nhìn tương đối là thú vị. Cái hướng sử dụng như nào đó chính là nhu cầu của mỗi người thôi. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái tính tiện lợi của vỏ cây này khi mang lại. Thứ nhất đó chính là chúng ta có thể lắp được tản nhiệt nước custom, hoặc cụ thể hơn chúng ta để tiện lợi chúng ta lắp tản nhiệt nước all in one tới từ bất kỳ hãng nào, miễn sao nó vừa. Thì ở đây cái vỏ cây này mình khuyên anh em nên lắp những cái mẫu tản nhiệt nước có kích thước rad là 240 sẽ là phù hợp nhất. Card họa thì nếu mà thích mà nhiệt độ hơi cao một chút mà anh em có thể chấp nhận được thì có thể cắm những mẫu card họa 3 fan cực kỳ to và nạc tới từ Asus hoặc bất kỳ một hãng nào anh em thích là được. Vậy thì anh em đánh giá sao với combo video ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.